Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 10 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, Bộ Tài nguyên nước cho rằng, kể từ mùa lũ, tính đến ngày 3 tháng 8, tổng cộng 189 con sông đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Từ 8 giờ ngày 2 tháng 8 đến 14 giờ ngày 3 tháng 8, sẽ có 30% lượng mưa ở các vùng phía Tây Nam Cam Túc, Đông Bắc Tứ Xuyên, Nam Thiểm Tây, Trung và Tây Hà Nam, Trung và Bắc Hồ Nam, Đông và Bắc An Huy, hầu hết Giang Tô, Phong Thành Cảng ở Quảng Tây và Dương Giang ở Quảng Đông là 70mm. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, 12 con sông vừa và nhỏ bao gồm sông Lô Si và sông Yu Si, một nhánh của sông Gia Lăng ở Tứ Xuyên và sông Trạch Bá, một nhánh của sông Khúc Giang, sông Hắc Thủy Đàn, một nhánh của Gia Lăng sông ở Trùng Khánh, sông Bạch Thủy, một nhánh của sông Hán ở Thiểm Tây và sông Phèn, một nhánh của sông Vệ Hà đã vượt mức báo động lũ, biên độ tối đa từ 0,3 đến 1,2m, vượt mức cảnh báo, trong đó sông Lạc Tây vượt ngưỡng bảo đảm 0,7m. Dự kiến từ 8 giờ ngày 3 tháng 8 đến 8 giờ ngày 4 tháng 8, các khu vực phía Đông Nam Tây Bắc Trung Quốc, Đông Bắc Tây Nam Trung Quốc, phần lớn Hoàng Hoài và phía Bắc Tây Hồ Bắc sẽ có mưa lớn. Đông Nam Tứ Xuyên, Bắc Trung Khánh sẽ có mưa lớn ở các vùng phía Tây Nam Hà Nam và Đông Nam Sơn Đông. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, người ta cho rằng sông Xích Thủy và sông Gia Lăng, một nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử, sông Hàn, một nhánh của trung lưu sông Dương Tử, sông Vệ Hà và sông Nghi Lạc, một nhánh của trung lưu sông Hoàng Hà, sông Sa Anh và sông Hồng Như, một nhánh của thượng nguồn sông Hoài Hà là sông Nhất Hà và Thục Hà của sông Tứ Thủy ở Nghĩa Thục. Và các sông vừa trong vùng mưa bão có thể xuất hiện lũ siêu cấp. Bộ Thủy lợi tiếp tục lưu ý đến diễn biến mưa bão và tăng cường trực ban, tham mưu, phán đoán, hướng dẫn các địa phương liên quan làm tốt công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm, lập quy hoạch thủy lợi, đảm bảo an toàn hồ chứa trong các mùa lũ, phòng chống thiên tai như lũ lụt, hạn hán, cung cấp nước sạch cho dân cư. Khí hậu lưu vực sông Dương Tử trong mùa lũ năm nay nhìn chung thiên lệch, hạn hán nhiều hơn lũ lụt. Trong mùa lũ chính, lưu vực sông Dương Tử có lượng mưa ít hơn, khu vực mưa tập trung chủ yếu ở phía Tây Nam, thượng nguồn của sông Dương Tử và phía Nam của hai hồ lớn, lượng mưa gần dòng chính của trung lưu sông Dương Tử rõ ràng là ít hơn. Lượng mưa trong tháng 7 tương đối thấp, trong đó thượng nguồn sông Dương Tử thường ít hơn bình thường, trung và hạ lưu sông Dương Tử tương đối ít. Chúng ta cần cảnh giác với khả năng hạn hán liên tục ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Hiện nay, vành đai mưa phía Nam đang dao động theo hướng Bắc Nam sông Dương Tử. Có nơi tập trung mưa lớn, các vùng mưa thường chồng chéo lên nhau, rất dễ hình thành thiên tai lũ lụt cục bộ. Lúc 12 giờ ngày 3 tháng 8, triển khai ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 4 và ứng cứu khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 4. Tiếp theo, Ủy ban sông Dương Tử sẽ tăng cường hơn nữa công tác phòng chống lũ lụt và hạn hán, đồng thời điều động một cách hợp lý hồ chứa Tam Hiệp, hồ chứa Bậc Thang sông Kim Sa và hồ chứa Đan Gia Khẩu để ngăn lũ, giảm đỉnh và lệch đỉnh, giảm áp lực kiểm soát lũ ở hạ lưu. Lưu vực sông Hoài Hà hiện nay đã bước vào thời kỳ mây du, một số khu vực có mưa lớn, hiện tại lượng mưa cục bộ vẫn đang tiếp tục gia tăng. Công tác phòng chống lũ lụt đã bước vào giai đoạn quan trọng. Ủy ban Bảo tồn nước Hoài Hà của Bộ Tài nguyên nước tiếp tục thảo luận và triển khai công tác phòng chống mưa lớn. Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, hầu hết hệ thống sông Hoài Hà, hệ thống sông Huy Su, phía Tây Hồ Na Si và bán đảo Sơn Đông đều có mưa to đến rất to. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, dòng chính của sông Hoài Hà và các nhánh phía Bắc của nó bị lũ lụt nhẹ. Ủy ban Bảo tồn nước Hoài Hà đã kịp thời đưa ra thông báo cho các cục bảo tồn nước tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô và Sơn Đông và văn phòng nghi thủy của Ủy ban sông Hoài Hà yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác dự báo và cảnh báo sớm, lập kế hoạch khoa học cho các dự án nước, nêu bật công tác đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa lũ. Trọng tâm là phòng chống lũ lụt vùng núi, làm tốt công tác đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong mùa mưa lũ, làm tốt công tác chống ngập úng đô thị và tiêu úng khu vực, tăng cường lưu lượng trực ban, ứng trực báo cáo thông tin, đồng thời làm tốt công tác phòng chống mưa lớn. Từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 7, lưu vực sông Châu Giang trải qua quá trình mưa dài nhất, diện tích rộng nhất và dữ dội nhất trong năm nay. Ủy ban Bảo tồn nước sông Châu Giang của Bộ Tài nguyên nước đã gửi hơn 3.200 thông tin cảnh báo sớm, kịp thời nhắc nhở các địa phương liên quan làm tốt công tác phòng chống lũ lụt, an toàn hồ chứa và phòng chống thiên tai lũ lụt, thực hiện một cách khoa học lịch trình chung của các nhóm hồ chứa và điều động các hồ chứa ở trung và thượng lưu sông Tây Giang
để chứa 1,739 tỷ mét khối nước lũ. Hiện tại các con sông chính ở lưu vực sông Châu Giang đang trong giai đoạn nước rút. Tình hình kiểm soát lũ đã ổn định. Gần đây, kế hoạch vận hành chung của nhóm hồ chứa lưu vực sông Châu Giang trong mùa lũ năm nay đã được Bộ Tài nguyên nước phê duyệt và 27 hồ chứa ở các sông Tây Giang, Bắc Giang và Đông Giang đã được đưa vào phạm vi điều phối chung mùa lũ năm nay, được chia thành hệ thống sông, các đoạn sông và các nút. Dòng chính sông Liệu Giang, sông Ngọc Giang, sông Hà Giang, trung và thượng lưu của sông Bắc Giang, hạ lưu và đồng bằng của sông Tây Bắc và sông Đông Giang lần lượt xác định phòng hộ chính, mục tiêu phòng lũ, đồng thời xây dựng phương án, lập lịch trình liên thông cho các hồ chứa chính và phụ lưu trên lưu vực. Tổng dung tích trữ của các hồ là 34,652 tỷ mét khối, tổng dung tích trữ phòng lũ là 13,997 tỷ mét khối. Mưa lớn gây lũ lụt tại nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc đại lục. Quận Vạn Châu, Trùng Khánh đưa tin ít nhất 15 người thiệt mạng và 4 người mất tích do mưa lũ. Mưa lớn ở quận Vạn Châu, Trùng Khánh vào thứ Hai và thứ Ba đã gây ra lũ quét và sạt lở đất, đồng thời bị ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều người bị mắc kẹt và thậm chí bị cuốn trôi. Khi mưa tạnh vào thứ Tư, các nhà chức trách đã cử các đội dọn sạch phù sa và nước ngập úng. Văn phòng Quản lý Khẩn cấp quận Vạn Châu báo cáo rằng hơn 40 thị trấn, làng mạc và đường phố địa phương bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Tính đến sáng thứ Tư, ít nhất 15 người thiệt mạng và 4 người mất tích, hơn 12.000 người phải di dời và tái định cư khẩn cấp, hơn 160 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hỏng và hơn 37.000 người bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 220 triệu nhân dân tệ. Tập Cận Bình đã đưa ra những chỉ thị quan trọng, yêu cầu tất cả các ban ngành nỗ lực hết sức để cứu hộ và cứu trợ thiên tai. Ông chỉ ra rằng những trận mưa lớn gần đây ở Trùng Khánh và những nơi khác đã gây ra thương vong nặng nề và thiệt hại về tài sản. Vì cả nước sắp bước vào giai đoạn quan trọng của việc kiểm soát lũ lụt, 7 lưu vực sông lớn sẽ hoàn toàn bước vào mùa lũ chính và các lưu vực sông Dương Tử, sông Hoài Hà, Thái Hồ và sông Tùng Liêu có lũ lụt nghiêm trọng. Đối với nguy cơ xảy ra thiên tai lũ lụt, các ban ngành cần làm tốt công tác giám sát và cảnh báo sớm, nỗ lực hết sức cứu hộ, cứu trợ thiên tai, cố gắng giảm thiểu tổn thất khác nhau. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia đã phát động ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt cấp độ 4 và cử một nhóm công tác để chỉ đạo chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Hôm thứ Tư, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp đã khẩn cấp phân bổ 320 triệu nhân dân tệ trong Quỹ cứu trợ thiên tai Trung ương để hỗ trợ 16 tỉnh và thành phố bao gồm Trùng Khánh, Tứ Xuyên thực hiện công tác cứu trợ lũ lụt và thiên tai, tập trung vào tìm kiếm cứu nạn, di chuyển và tái định cư của các nạn nhân. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào thứ Tư và dự kiến trong vòng 24 giờ tới, Nội Mông, Hắc Long Giang, Vân Nam, Trùng Khánh và Chiết Giang sẽ có mưa to đến rất to. Một số khu vực khác sẽ có thời tiết đối lưu mạnh như dông bão và gió giật mạnh. Thưa quý vị, tỉnh An Huy của Trung Quốc và Đông Bắc Tứ Xuyên đã có mưa lớn, gây lũ lụt và sạt lở đất ở các vùng núi. Trong ảnh có thể thấy dòng bùn đất đang từ trên núi cuộn xuống. Do nước chảy xiết nên người dân địa phương không kịp vớt đồ đạc trong nhà nên chỉ biết đứng ven đường ngơ ngác nhìn. Mặc dù mưa đã dịu đi một chút vào ngày 9 tháng 8 nhưng khoảng 10 người vẫn bị mắc kẹt do sạt lở đất ở khu tự trị Miao của Trung Khánh và Sở Cứu Hỏa đã vội vã giải cứu họ. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh ở nhiều nơi trong ngày 10 tháng 8. Từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 8, có mưa vừa đến mưa to ở thành phố Tương Dương, mưa to đến rất to cục bộ ở Tảo Dương. Đợt mưa này chủ yếu tập trung từ 18 giờ ngày 2 tháng 8 đến 2 giờ ngày 3 tháng 8. Lượng mưa trung bình ngày ở thành phố Tảo Dương là 121,0mm, lớn nhất là 210,5mm tại trạm Ngô Điền ở thành phố Tảo Dương. Tiếp theo là trạm Xuân Thư Loan, thị trấn Ngô Điền, thành phố Tảo Dương là 202,0mm. Và lớn thứ ba tại trạm Cao Gia Sùng ở thành phố Tảo Dương là 195,5mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn ở lưu vực sông Cổ Hà, trạm Thủy Văn Trương Gia Giới đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ khi thành lập, với mức cao nhất đo được là 72,94m. Đợt mưa lớn này có cường độ lớn, chất lượng cao sau khi nhận được cảnh báo thời tiết. Đảng ủy Cục Thủy Văn Tương Dương đã nhanh chóng hành động với sự triển khai nhanh, bố trí nhân sự hợp lý. Tất cả các nhân viên thủy văn đều thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ và ca trực do lãnh đạo phụ trách, luôn sẵn sàng cho công tác quan trắc, cảnh báo, dự báo sớm về thủy văn. Hiện tại đang là mùa lũ chính. Để kiểm soát lũ lụt và giảm hạn hán, Cục Thủy văn Tương Dương sẽ tiếp tục nỗ lực chú ý đến sự phát triển và thay đổi của nước và lượng mưa trong lưu vực, đồng thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thủy văn phù hợp cho chính quyền các địa phương. Các cấp ban ngành chỉ huy phòng chống lụt bão ra quyết sách khoa học, lập trình khoa học, giữ vững mục tiêu phòng chống lũ, đảm bảo an toàn sông ngòi.
Theo báo cáo của mạng tin tức Fuji, vào ngày 2, tại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tần Cương ở khu vực nội địa của Trung Quốc, một số người đã chụp ảnh một cơn bão cát khổng lồ dường như gần như bao trùm thành phố. Trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, ai đó đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một bức tường bão cát khổng lồ cao 100m nhấn chìm thành phố trong tích tắc. Ở một clip khác, bão cát bay ngang đường, có rất nhiều bão cát phía trước xe. Chiếc xe chuyển làn để tránh bão cát và vượt xe tải phía trước, sau đó đuôi xe bị bão cát thổi nhuộm vàng, không còn nhìn rõ hai chiếc xe phía sau. Báo cáo chỉ ra rằng cơn bão bụi tấn công khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương cũng có thể bay từ Hokkaido đến biển Nhật Bản phía Kyushu từ ngày 6 đến ngày 7. Nếu nó được quan sát vào tháng 7, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử 11 điểm quan trắc trên cả nước và nó sẽ trở thành cơn bão cát tháng 7 cực hiếm trong lịch sử quan trắc. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!